hiểu. Kể từ sau cái chết của Sấu, cả Liêm lẫn Hai Đá đều lâm vào tình trạng bất ổn. Ta phải giết được mày mới thôi. Nhưng tất cả vẫn không ngăn được việc họ một lần nữa chạm mặt nhau trong cuộc đối đầu sinh tử. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng, 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.